Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là hai con cái Shinter nha các bạn. Hai cái Shinter, con nào mẫu cũng đậu hết các bạn. Con đầu tiên nè, rúng nè, rúng dài nè, chân móng nó hoàn thiện các bạn. Rúng dài nè, chân móng hoàn thiện, móng sò nè. Đó, sải tích nghiêm chỉnh, sải tích nghiêm chỉnh, bật gu. Sải tích nghiêm chỉnh, bật gu. Cái xin này nguyên một màu luôn các bạn. Sải tích nghiêm chỉnh, bật gu nguyên một màu. Chân móng sò hẳn băng, nguyên một màu, chân móng sò hẳn băng các bạn. Yếm về cui à, gu là gu bật. Đó, sải mặt nè, sải lưng chính sải hết các bạn. Sải mặt, sải lưng là chính sải hết nha. Yếm nè, về cu các bạn. Cái gu y như gu mới được nọc các bạn thấy không? Gu y như gu mới được nọc các bạn. Cái Shinter này thì chủ báo giá là 23 triệu nha các bạn. Bò này tầm 12-13 tháng tuổi. Con này anh em nuôi sau này lên cái mẫu cực kỳ độ luôn nha. Đó, sải mặt, sải lưng, bật gu nè, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh nè, lông đuôi 100, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, lông đuôi 100 các bạn, gu bật, sải tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, không có lan giá chỗ nào hết nha, quyền bò hết các bạn, không có lan giá chỗ nào hết, sải mặt, sải lưng đồ nghiêm chỉnh hết, quyền một màu, không lan giá, chân móng sò, xương cối luôn các bạn, đây, thấy cái rúng không? Đó, rúng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Chạy đuôi chà bá qua đen khui, chạy đuôi chà bá qua đen khui, gu thì gu bật. Giá 23 triệu các bạn. Cái Shinter này thì chủ báo giá là 23 triệu. Đó, bò này thì tầm 12-13 tháng tuổi các bạn. Bò tầm 12-13 tháng tuổi. Chân móng nè, hoàn thiện, móng sò, xương chà bá, xương cối luôn các bạn. Con này anh em nuôi sau này lên mẫu cực kỳ đẹp nha. Rồi, đồ cận cảnh anh em thấy luôn. Sẽ lưng nè, đó. Bật gu nè, sẽ mặt nè, nghiêm chỉnh nè. Cao 1m18 bò nè, hai ngón tay nè anh em thấy không? 1m18. Đít nè. Đít cao 1m26. Cái Shinter này cao 1m18 bò, đít cao 1m26. Bò tầm 12-13 tháng tuổi, cao 1m18 bò, đít cao 1m26, bò tầm 12-13 tháng tuổi, giá là 23 triệu các bạn, 23 triệu, chân móng sò nè, bật gu nè, sải tích nghiêm chỉnh nè, giá là 23 triệu các bạn, 23 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Cái Shinter cao 1m18 bò, đít cao 1m26, bò tầm 12-13 tháng tuổi, giá là 23 triệu các bạn, 23 triệu. Đó, đây là con tiếp theo nè các bạn, cũng bật gu, sải tích nghiêm chỉnh, quyền một màu luôn, sải mặt nè. Con này sải mặt, sải lưng rồi nghiêm chỉnh, gu cũng bật nha các bạn, yếm như vậy cui, yếm như vậy cui, chân móng sò kiền khú nè các bạn. Đó, lưng thẳng, chân móng sò kiền khú, bật gu. Đó, không lan giá nha các bạn. Con này thì cũng tầm 12-13 tháng tuổi luôn nha. Cái Shinter này cũng tầm 12-13 tháng tuổi luôn. Sẽ mặt nè, bật gu nè, chân móng sò kiền khú nè các bạn. Đó, chân móng sò kiền khú nè. Đó, cái Shinter này thì chủ báo giá là 22 triệu các bạn, 22 triệu. Đúng chiền nè. Đó, đúng chiền nè, quyền một màu nha các bạn. Chân móng sò kiền khú nè, yểm về cui à. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh, gu bật. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh, gu bật các bạn. Cái Shinter này thì chủ báo giá là 22 triệu các bạn, 22 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Chạy đuôi lớn nè, quà đen nè, đúng chiên nè,
điểm dày nè, sải tích nghiêm chỉnh nè, gù bật nè, sải tích nghiêm chỉnh nè, gù bật nè. Đó, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh, gù bật nè, đòn dài nè, điểm dày cui luôn các bạn thấy không. Con này giá 22 triệu các bạn, bò tầm 12 13 tháng tuổi, giá 22 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Đó, cái đúng chiền các bạn không, kéo từ vú tới yếm luôn nè, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn, bật gu nữa bạn không, cao 1m18 bò luôn nè các bạn, 1m18 bò luôn nè, đít nè, đít cao 1m26. Cái sinh tơ này thì cao 1m18 đến cao 1m26 luôn nha các bạn. Cái sinh tơ này cao 1m18 bò đến cao 1m26, giá 22 triệu các bạn. Đó, bật gu đòn dài, rúng yếm nghiêm chỉnh, cao 1m18 bò đến cao 1m26, bò tầm 12-13 tháng tuổi, bò tầm 12-13 tháng tuổi các bạn. Chân là kiền khú, rúng rúng chiền, yếm dày, bật gu, sải tích nghiêm chỉnh, không lan giá nha các bạn, không lan giá nha. Cao 1m18 bò đít cao 1m26, giá là 22 triệu các bạn, 22 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.